pháp bảo con cháu tuệ. Kính đảnh lễ đại đức pháp tín cùng chư tôn đức tăng. Kính chào, cảm ơn các quý vị đã cho biết nghe rõ ạ. Con xin được ôn lại bài số 166 ạ. Atta dat thang parathe bahuna pi na ha pa ye atta da thang pinya ya sa dat tha to si ya atta dat thang parathe na bahuna pi na ha pa ye atta da thang pinya ya sa dat tha pa Suto siyang. Dầu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tự lợi, nhờ thắng chí tư lợi, hãy chuyên tâm lợi mình. Dạ thưa, đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và tiếp theo đây là phổ thơ của Tọa Dây Đức ạ. Không vì an lạc cho đời, chẳng vì lợi lạc cho người thế gian, mà quên tối thượng con đàng, mà quên tự lợi niết bàn chánh chi. Dạ, Túc Sĩ Tà ôn lại bài đã xong, xin mến mời Ái Minh. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Thâm Mơ Dạ, Nam Mô Sân Kha Dạ. Con kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tịnh Tuệ, Đại Đức Pháp Tính, cùng chư tôn đức tăng ở dưới những nickname con không biết, kính lễ quý tu nữ ở dưới những nickname mà con không biết, kính chào quý anh chị. Dạ, cảm ơn chị Tâm Như, cảm ơn Tịnh Ngộ. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 166. Atada thang barathe na bahu na bi na ha ba je. Atada thama phinya ya sadatha basuto siya. Atada thang barathe na bahu na bi na ha ba je. Atada thama phinya ya sadatha basuto siya. Dầu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tư lợi, nhờ thắng chí tư lợi, hãy chuyên tâm lợi mình. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ta đa thăng bà ra thê na ba hô na bi na ha ba dê. Ta đa tham mà phi nha ya sa đa tha ba su tô si ya. Không vì an lạc cho đời, chẳng vì lợi lạc cho người thế gian, mà quên tối thượng con đàng, mà quên tự lợi niết bàn chánh tri. Phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Hãy mình kính mời Tình Ngộ. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Thâm Ma Dạ, Nam mô Sân Kha Dạ. Lời đầu tiên kính đảnh lễ là Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Thượng Tọa Tịnh Tuệ, con kính lễ chư tôn đức trong những nước này mà con không hay biết, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ quý anh chị em trong đạo tràng. Con xin ôn câu pháp của 166 ạ. Ông ta đang thầm ba giáo thề na ba ba hu na Bina ha pa je atta dang thamma pin na je na dang thapa su to si je atta dang tham ba ra the na ba hu na bina ha pa je atta dang thamma pin na na je sa dang thapa su to si je. Dạo lời người bao nhiêu, chớ quên phần tư lợi nhớ, nhờ thắng trí tư lợi, hay chuyên tâm lợi mình. Bản tiện ngữ của Thượng Tọa, bản tiện ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Không vì an lạc cho đời, chẳng vì lợi lạc cho người thế gian, mà quên tối thượng con đàng, mà quên tư lợi niết bàn chánh chi. Bản tiện ngữ của Thượng Tọa Di Đức. Em đã đọc xong, kính chào mấy anh chị Trần Đạo. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, đại đức Tịnh Thể cùng chư tôn đức tăng, kính chào quý bà cô tu nữ, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin kể câu kinh pháp cú số 166. Atta da thang baratena bahuna pina ha ba ye Adatha ma pinyaya sadatha pa sutosiya. Dầu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tư lợi. Nhờ thắng trí tư lợi, hãy chuyên tâm lợi mình. Đó là phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Adatha baratena bahuna pina ha ba ye Adatha mà bình nha giá sát ta tháp ba su tô sĩ gia. Không gì an lạc cho đời, chẳng gì lợi lạc cho người thế gian, mà quên tôi thượng con đàn, mà quên tự tư lợi niết bàn chánh tri. Đó là phổ thơ của thượng tọa Giới Đức. Và con đã kể xong, xin mời chị Sư Mai. Dạ con sư mai, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con kính lễ chư tôn đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ và sư mai kính chào chư quý cận sự. Con xin đọc pháp cú 166. Atta đát thằng ba rắc thề ná ba hú nà bí ná già hà ba về Atta đát tha má phiền ná già sá thú ba sâu sát đá sát đát tha sá đát tha ba sú tồ xí già Atta đát thằng ba rắc Ba rắc thề ná ba hù ná bí ná bà há về Atta đát tha má phiền ná già sát đát tha ba sú tồ xí già. Giàu lợi bao nhiêu, giàu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tư lợi. Nhờ thắng trí tư lợi, hãy chuyên tâm lợi mình. Và bản chuyển ngữ của Hòa Thượng Minh Châu: không vì an lạc cho đời, chẳng vì lợi lạc cho người thế gian, mà quên tối thượng con đàn, mà quên tư lợi niết bàn chánh tri. Và bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, kính dân mít đến MC Đạo Tràng. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, sa thuốc, sa thuốc, sa thuốc lành thầy. Kính cảm ơn sĩ Sương Mai. Dạ, con kính lễ Ngài Chí Tát Năng Đát mới quan lâm vào đạo tràng. Và con kính lễ thượng tọa Tịnh Tuệ mới vào đạo tràng. Và sa thuốc lành thay, con tâm như xin thay lời cho đạo tràng trên diễn đàn Pháp Cú Kinh Chân Đề. Chúng con thành kính tri ân đại đức Pháp Tính và quý chú tiểu chùa Từ Thiện đã từ bi hoan hỷ lên dẫn dắt cho đạo tràng chúng con được kệ kinh. Và tâm như cũng xin kính cảm ơn quý chị các em lên kệ kinh trong niềm hoan hỷ. Nam mô Bụt Thầy Giá, và cảm ơn em Tịnh Ngộ, và kính bạch chư tôn đức tăng. Giờ đây đạo tràng chúng con bước vào buổi học bài mới câu Phật ngôn số 167. Con xin thay lời cho đạo tràng trên diễn đàn Pháp Cú Kinh Chuyên Đề, xin cung kính thỉnh thượng tọa Tịnh Tuệ từ bi hoan hỷ quang lâm pháp tọa để trích nghĩa từ vựng. Và đồng thời chúng con cũng xin cung kính thỉnh thượng tọa thuyết giảng ý nghĩa và duyên sự các pháp cú số 167 cho hạ Phật tử chúng con được thính pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá, và con xin cung kính thỉnh thượng tọa. Con kính nhắm mắt đến sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin kính lễ Đức Phật, con xin kính lễ Giáo Phật, con xin kính lễ Chư Tăng, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Thượng Tọa Chí Tăng Năng Đắc, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý tu nữ, thân chào
các Phật tử và các đạo hữu. Hôm nay thì room của chúng ta sẽ học bài kệ ngôn số 167. Một bài kệ ở trong bài kệ đầu tiên ở trong phẩm Thế Gian Loka Vaka. Chúng tôi xin đọc qua phần bài kệ, sau đó chúng ta tìm hiểu về ngữ vựng, nguyên sự như ý nghĩa của bài kệ bài học ngày hôm nay. Kỳ năng tham măng na se vi ya pa ma de na na sang wa se mi cha di thinh na se vi ya na se ya lu ka vat tha nu. Kỳ năng tham măng na se vi ya pa ma de na na sang wa se mi cha di thinh na se vi ya na se ya lu ka vat tha nu. Chớ theo pháp hà liệt, chớ sống mặt buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trạch. Đó là theo bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Như vậy thì ở trong bài kệ bài học ngày hôm nay thì có 4 câu. Câu 1 chúng ta có các từ thi năng tham măng nã si quỳ giá. Khi năng thăm măng nó xê bì dạ. Khi năng là hạ liệt. Năng là hạ liệt, thấp kém. Dùng như là tính từ của chữ thăm măng ở đối cách. Nằm ở phía sau nó. Tham măng là pháp, dùng từ năm cánh sử dụng ở đối cách. Mán hệ trạng từ chỉ ý kiến là không. Xê vi giác, xê vi giác động từ xê quá tí. Đây được sử dụng ở dạng dạng khả năng thấp trên lọt xe bắt đi. Xe bắt đi anh em mình thấy ngày ở Phật tử Minh Châu ngày dịch là hành theo, chớ theo pháp hà liệt, chớ theo pháp hà liệt, ngày dịch là theo pháp hà liệt. Ở đây ở trong trường hợp cái chữ C và tí, nếu người ta thấy sử dụng nhiều ở trong kinh, ví dụ chúng ta gặp ở trong bài kinh nên hành trì và không nên hành trì, thì ở trong trường hợp đó thì ngày Sariputta ngày sử dụng cái chữ C ví tắp bát, C ví tắp bát, tức là nên hành trì và không nên hành trì. Hoặc là ở trong bài kinh chuyển pháp luân thì chúng ta cũng thấy Đức Phật này sử dụng cái chữ đó là Sevitappang, tức là có hai cực đoan mà không nên hành trì. Đuê mê phi kinh khá vê an ta pháp bách tê nã nã Sevitappang. Sevitappang ở trong trường hợp đó thì đây cái chữ, nói chung cái chữ động từ C bất tí ở trong trường hợp này, cái nghĩa thông dụng của nó được sử dụng đó là hành trì hoặc là thực hành thêm. Mà ở đây thì do cái cách dịch của Ngài Bảo Thường ở trong câu này là vì theo cái lối quan năm chữ, cho nên chúng ta chỉ thấy Ngài dịch là chớ theo thôi. Chữ theo ở đây mình hiểu đó là hành trì theo hoặc là thực hành theo. Đó là câu 1. Câu 2 thì Pama de na na sang wasi. Pama de na na sang wasi. Siviya nãy thì động từ ở dạng khả năng cách ngôi thứ ba chữ. Pama de na theo sự phóng dật hoặc là bằng sự phóng dật.
là bằng từ dễ vui. Ở đây thì là và từ nghĩa dịch đó là buông luôn cái chuyện có ma đi nữa. Thì có ma đá danh từ năm tấn cấp thứ ba số ít. Rồi nát thì chỉ thị đại danh từ giống như trên thôi. Xin lỗi, tạm từ chỉ ý kiến là không. C quá tí, xăng quá C. Xăng quá C thì cũng là động từ ở dạng khả năng cách, mà nó được sử dụng hơi đặc biệt một tí, tức là y giá được đổi thành e, cho nên ở đây chúng ta có nó là xăng quá C. Xăng quá C trong trường hợp này cái chữ xăng quá C thì nó được thêm cái tiếp đồng ngữ của động từ quá sát tí. Nên ở đây chúng ta dịch nó là ở hoặc là sống, dịch là sống như sống bằng sự phóng dật hoặc là sống với sự không phóng dật. Chữ xăng quá C, nếu mà chúng ta dịch theo cái cách của nó nữa thì nếu xăng quá C không, nó là nên sống để theo khả năng. Còn ở trên nãy động từ C vì giá thì chúng ta cho nó là nên hành trì. Đúng là chúng ta làm cái dấu ngoặc như vậy để chúng ta biết nó là cái động từ gốc của nó là như vậy. Rồi đó là ở câu 2. Câu 3 thì Mitcha Dipping nó sẽ bây giờ. Mitcha Dipping nó sẽ bây giờ. Mitcha Dipping là danh từ trung nữ tánh được xài ở đối chắc là tạc kiến. Nát xê vi giá, nát thì bất biến từ rồi. Xê vi giá ở đây thì nếu mà theo từ ngữ thì chúng ta vẫn dịch nó là thực hành theo. Ở đây thì vì ở đây nói về cái nó liên quan đến sự hiểu biết, cho nên ở đây ngày và từ ngày dịch đó, chữ siêu giá ở đây ngày lại dịch là tin, tức là chớ tin theo tà kiến. Nhưng tôi nghĩ tức là mình không có nên thực hành theo cái sự hiểu biết sai thì vẫn được. Chúng ta vẫn dịch cái chữ thực hành được siêu giá. Rồi đó là câu 3. Nasiya lokavatthano. Nasiya lokavatthano. Chữ siya hay nó là một dạng ngôn từ mà chúng ta rất là khó tìm về cái gốc của nó. Là nó từ động từ gốc của nó đó là động từ ác thiết. Rồi ở khả năng cách. Ở khả năng cách mà số ít. Ở ngôi thứ ba số ít là nó biến đổi thành siya. Một cái cách biến đổi rất là khó đối với động từ ác thí mà ở dạng khả năng cách. Nó rất là khó. Dạng động từ đặc biệt siya. Động từ siya ở đây thật ra nó chỉ sử dụng để đủ từ ở trong câu, chứ chúng ta cũng không thấy dịch nó như thế nào. Ác thí ở đây là có thôi, không nên có gì đó. Không nên có thì chúng ta cũng nghe không có được, thì cứ tạm dịch nó là có như vậy thôi. Dịch để có từ theo cái từ vựng lokavatthano ở đây đó là sự phát triển, từ tăng trưởng của thế gian. Cái chữ lokavatthano ở đây thật ra rất là khó dịch. Nhưng là theo ý nghĩa của bài kệ, đúng là theo từ ngữ đó là sự tăng trưởng của thế gian. Hoặc là nếu mà xài thông nghĩa thông thường đó là tức là sự phát triển của thế giới. Cái chữ lokavatthano là sự phát triển của thế giới. Ở trong này thì chúng ta dịch cái nghĩa đó nó nghe không được. Và cứ tạm lấy theo ý nghĩa là sự tăng trưởng
của thế gian, để tí nữa chúng tôi giải thích. Và đó là phần tìm hiểu về ngữ vựng trong bài kệ số 167, bài kệ đầu tiên ở trong phẩm Thế Gian Luca Quắc Cát. Xin tri ân cô Ái Minh đã hỗ trợ cho Rum trong phần bố từ vựng để cho Rum tiện theo dõi. Xin tri ân các Phật tử đã cho chúng tôi biết là mình đã nghe rõ và liên tục. Phần thứ hai ở trong phần bài học đó là phần tìm hiểu về duyên sự. Thì bài kệ này được Đức Phật ngài thuyết ở tại Chi Tóc Ấn Á. Đề cập về bài kệ này được Đức Thế Tôn ngài thuyết do tại Chi Tóc Ấn Á, đến vì một vị tỳ kheo trẻ. Thì câu chuyện được kể lại đó là theo thông thường ở trong nhà bà đại tín nữ Visakha, đó là thường cúng dường vật thực đến chư tăng, đó là 500 vị, có nơi thì đề cập là 2000 vị, tức là hàng ngày như vậy. Thì nói về một ngày nọ, khi mà vị tỳ kheo trẻ cùng với vị thầy và thường của mình đi đến nhận lễ vật ở tại nhà bà đại tín nữ Visakha. Và vì bà đại tín nữ Visakha bà do bằng một cái công việc nào đó, cho nên bà giao cho người cháu của mình phụ trách trong phần sắp xếp vật dụng cúng dường đến chư tăng khi mà có vị nào đi đến. Thì trong lúc mà bà đại, trong lúc mà cái người cháu đang ở tại nhà rồi chuẩn bị vật thực để cúng dường đến chư tăng, và lúc bây giờ có một vị tỳ kheo trẻ đi với, đến với vị thầy của mình, và có lẽ là vị thầy cũng lo làm một cái công việc gì đó. Thì vị tỳ kheo trẻ trong lúc ngồi chờ sự cúng dường của vật thực từ người nhà của bà đại tín nữ Visakha, thì lúc giờ vị tỳ kheo trẻ này thấy cô tín nữ là người cháu của bà Visakha đó cười. Cô cười là vì cô nhìn thấy cái bóng của mình ở trong cái lu nước, cho nên cô cười. Thì vì tỳ kheo trẻ này thấy cô cháu của bà đại tín nữ Visakha cười như vậy, thì vị này cứ ngỡ là có lẽ là cô này cô cười với mình. Cho nên lúc bây giờ thì vị này cũng cười. Thì trong lúc vị này cười như vậy thì cháu của bà đại tín nữ Visakha mới nói là những người đứt đầu là thường hay cười như vậy. Thì khi cô này nói như vậy thì vị tỳ kheo trẻ này giận. Giận rồi hai người cãi nhau gì đó, cho đến khi bà đại tín nữ Visakha bầu về rồi hỏi thì bà mới giải thích cho vị tỳ kheo trẻ này nghe là thật ra cháu của bà nói như vậy là không có ác ý gì, mà nói như vậy là chỉ trong cái ý nghĩa là những người xuất gia là thường cạo bỏ râu tóc thì đó thôi, chứ không có ý là miệt thị khinh bỉ gì. Thì dù bà đại tín nữ Visakha nói như vậy, nhưng vị tỳ kheo trẻ này vẫn giận. Rồi cho đến khi mà vị thầy tế độ của vị tỳ kheo này đi đến, rồi thấy vị tỳ kheo này vẫn còn cãi với bà đại tín nữ Visakha, thì vị thầy hỏi, rồi vị thầy này cũng khiển trách. Thì khi mà vị thầy này khiển trách, vị tỳ kheo trẻ này càng giận thêm. Càng giận thêm là vì vị tỳ kheo trẻ này giống như là nghĩ là bà ông thầy của mình ông binh bà đại tín nữ Visakha, tức là thuộc về phe ta chứ không phải phe mình. Thì cho đến khi mà Đức Phật này đi đến. Đức Phật này đi đến. Thì khi mà Đức Phật đi đến thì vị tỳ kheo trẻ này mới đến bạch với Phật là con cháu của bà đại tín nữ Visakha nói như vậy như vậy. Các ngài biết cái tâm của vị tỳ kheo trẻ này, nếu mà bây giờ mà mình khiển trách vị tỳ kheo trẻ này nữa thì ông ta lại càng giận thêm.
và ngài quán xét về nhân duyên đó, vì tỳ kheo trẻ này cũng có khả năng chứng đắc được đạo quả. Dạ, cũng có khả năng chứng đắc được đạo quả. Dạ, lúc bây giờ thì bà mới gọi bà đại tín nữ Visakha đến, rồi ngài mới làm giống như là quả trách người cháu của bà đại tín nữ Visakha. Cái đó phải nói sao? Này đại tín nữ Visakha, cháu của bà đã nói như vậy với đệ tử của Như Lai có nên hay không? Tức là nói như vậy thì có nên hay không? Dạ, thì dù nói với cái ý nghĩa như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà việc nói đó là không nên. Thì khi mà Đức Phật ngài nói như vậy là vị tỳ kheo này cảm thấy vui lên, cảm thấy thích lên. Mà vị này mới nói sao? Mới nghĩ là đúng là Đức Thế Tôn mà là bậc chánh đẳng giác. Còn vị thầy của con không là bậc sáng suốt, còn vị thầy của con không phải là người sáng suốt. Dạ. Thì trong lúc mà Đức Phật ngài nhìn thấy là tâm của vị tỳ kheo trẻ này lúc bây giờ là đã được dịu đi, lắng dịu đi, tức là cái sự chấp trong cái sự sân giận nó không còn nữa. Thì Đức Phật ngài mới thuyết pháp cho nghe. Rồi bài pháp được kết thúc với bài kệ, bài học ngày hôm nay đó là bài kệ số 167 là hi năng khâm man na se viya pa ma de na na sang pa se me cha di thin na se viya na se ya lu kham vat tha lu chớ theo pháp hà liệt, chớ sống mặt buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng trực trần. Thì đó là phần mà thầy pháp, khi mà thầy pháp kết thúc thúc thì vị tỳ kheo trẻ này cũng chứng đắc được đạo quả. Đó là phần duyên sự của bài kệ số 167. Giờ thì chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa. Ở câu 1 đó là Đức Phật ngài khuyên chúng ta, đó là hy năng tham ăn na se viya, đó là chớ theo pháp hà liệt. Pháp hà liệt, cái pháp hà liệt ở đây đó là theo Đức Phật hoặc là với đời sống của người xuất gia. Thì Đức Phật ngài cho chúng ta biết đây là cái pháp hà liệt, tức là đời sống gia đình, đời sống hưởng thụ ngũ dục như là vợ đẹp, con xinh gì đó, và thì được xem là pháp hà liệt. Dạ, vì sao? Vì trong việc hưởng thụ ngũ dục, giống như ở trong bài kinh ví dụ con rắn, thì Đức Phật ngài đưa ra hàng loạt ví dụ đó về sự nguy hiểm về các dục. Ví dụ giống như là cái món đồ mình mượn người ta xài, hoặc là giống như là cái người nằm mộng, đồ mượn xài thì mình phải trả người ta lại, hoặc là cái giấc mộng lúc mà mình nằm, ví dụ mình nằm mộng mình thấy mình đang là một vị vua sống ở trong một cái hoàng cung lộng lẫy, có nhiều cung nữ hầu hạ chẳng hạn, nhưng mà đến khi mình thức dậy thì sao? Chẳng có ai cả, có một mình ở trên giường đang nằm, hoặc là có một mình ở trong phòng thôi. Thì cái việc hưởng thụ cái ngũ dục đó, chúng ta đang có cái vui đó thì lập tức cái khổ nó cũng có thể đến. Và nó có nhiều cái sự trói buộc. Nhiều sự trói buộc, tức là khi mà có được cái đời sống gia đình với vợ chồng con cái thì nó có nhiều cái sự trói buộc mà rất khó để chúng ta sống được cái đời sống hoàn hảo. Và điều này nếu mà các tử mà mình thấy mà mình sống cái đời sống gia đình là thật ra chúng ta còn hiểu rõ hơn quý sư mà xuất gia từ nhỏ. Cái xuất gia từ nhỏ đúng là quý sư không có thấy được rõ cái sự trói buộc của đời sống gia đình thật sự.
Còn như các Phật tử chúng ta cho đến bây giờ mà mình học hỏi, mình thấy, mình hiểu biết về Phật pháp, thì chúng ta thấy đúng là cái đời sống gia đình nó trói buộc mình rất nhiều. Đời sống gia đình mình trói buộc rất nhiều. Bây giờ đi đâu, chúng tôi ví dụ muốn đi đâu mà người chồng không cho đi, hoặc là người vợ không muốn cho chồng đi, là mình không thể đi được. Hoặc là có những công việc gia đình mà cần phải làm mà bây giờ mình muốn đi là mình cũng không có thể đi được. Nhà cửa mà không có người trông là mình cũng không thể đi được. Tức là nó có nhiều cái pháp trói buộc. Cho nên ở trong bài kinh, bài kinh Thánh Cầu của Đức Phật ngày xưa chúng ta biết đó là Thánh Cầu và Phi Thánh Cầu á. Trong bài kinh đó Đức Phật ngày xưa chúng ta biết Đức Phật nói là vợ là trói buộc, chồng là trói, chồng con là trói buộc, rồi cha mẹ là trói buộc, rồi tài sản là trói buộc, trâu bò là trói buộc. Nha, tức là các pháp đó là các pháp mà trói buộc làm cho chúng ta trong cứ luân hồi sanh tử mà ngày trong cái tam giới. Dạ. Cho nên trong trường hợp này cho nên Đức Phật ngài mới nói là đây là các pháp hà liệt thì năng tham ăn. Dạ. Mà nói là hà liệt chỉ khi nào mình sử dụng quý trí mình suy xét thì mình mới thấy được. Dạ. Còn không thì sao? Theo người thông thường người ta nghĩ khi mà có được vợ chồng con cái, mà nhất là vợ đẹp con xinh, rồi có được tài sản vật chất đầy đủ, thì người ta không nghĩ đây là pháp hà liệt. Dạ. Yeah. Không thấy được cái đây là cái pháp hà liệt. Dạ. Yeah. Chỉ khi nào với trí, mà người mình dùng trí để suy xét thì chúng ta mới có thể thấy được. Dạ. Yeah. Giống như Đức Phật cũng đã lúc mà còn Bồ Tát, nếu mà ngài không dùng trí để mình mà ngài suy xét, thì với một vị hoàng tử mà sống ở trong hoàng cung từ nhỏ tới lớn mà được chăm sóc rất là chu đáo, ngay cả mà trong lúc ngài trưởng thành rồi có người vợ, thì vua cha đức vua tịnh phạn cũng cho xây 3 cái tòa lâu đài để sống thích hợp với 3 mùa, tức là mùa mưa, mùa nắng và mùa lạnh. Dạ. Thì nếu mà không có trí, ngài không dùng trí để ngài suy xét thì chắc chắn ngài không có từ bỏ được cái đời sống gia đình. Dạ. Mà ở đây sao? Nhà ngài dùng trí để ngài suy xét nên ngài từ bỏ được cái đời sống gia đình và đi ra đi xuất gia, rồi cuối cùng đó là chứng đắc được thành bậc chánh đẳng chánh giác. Dạ. Từ đó thì ngài mới giảng lại cho chúng ta biết đó là cái pháp đó, đó là pháp hạ liệt. Dạ, là pháp hạ liệt. Rồi cái thứ hai đó là pháp ma đi na na sang va si, không nên sống với sự phóng dật, làm cho người đó dễ vui. Mà khi mà dễ vui thì sao? Tạo các án bất thiện pháp và làm cho mình bị đau khổ. Làm cho mình bị đau khổ. Hoặc là người mà sống phóng dật, thì trong chú giải còn giải thích cho chúng ta biết là người đó sống như là chỉ có hơi thở ra vào, không có lợi ích gì cho mình, không có lợi ích gì cho người khác, sống cho qua ngày như vậy thôi. Dạ. Và vì sống như vậy cho nên Đức Phật ngài nói người đó dù đang sống mà giống như chết. Thì khi mà nói đến sự sự phóng dật, nhưng mà nhớ lại cái câu chuyện mà cái cặp vợ chồng trẻ trong cặp vợ chồng trẻ mà có 160 triệu đồng tiền vàng mà cha mẹ để lại, rồi do sự dễ vui mà chỉ trong một thời gian ngắn cặp vợ chồng này đã sử dụng hết cái số tài sản mà cha mẹ để lại,
rồi hai người đi ăn xin. Cho đến khi mà gặp được Đức Phật rồi, tức là hai người vào ở trong chùa chờ xin phần thức ăn mà Chư Tăng đã dùng xong. Thì Đức Phật này thấy ngài mới mỉm cười, rồi tôn giả A Nan mới hỏi. Và Đức Phật ngài cho biết đó là cái cặp vợ chồng này đó, nếu mà nỗ lực làm công việc thì họ sẽ trở thành người giàu có nhất ở trong thành. Nếu mà họ ra đi xuất gia thì người chồng đắc được quả A-la-hán, còn người vợ thì thấp hơn một bậc, đắc được thánh quả thấp hơn một bậc. Và nếu mà họ có dễ vui ở trong thời thiếu niên, ở thời trung niên mà họ nỗ lực làm các công việc thì họ cũng trở thành người giàu có thứ hai ở trong thành. Nếu xuất gia thì người chồng cũng đắc được A-la-hán, rồi người vợ, người vợ thì cũng đắc được thánh quả thấp hơn một bậc. Mà lỡ họ có dễ vui ở tuổi trung niên mà đến tuổi lão niên họ nỗ lực làm các công việc thì họ cũng đã thành người giàu có thứ ba ở trong thành. Nếu ra đi xuất gia thì người chồng cũng đắc được Tứ Đà Hàm, rồi người vợ thì đắc được Tu Đà Hoàn. Nhưng bây giờ thì do họ dễ vui cả ba đặc cho nên họ đã đánh mất cái số tài sản mà họ có thể có được và những thắng quả mà họ có thể kiếm được ở trong đời sống hiện tại. Thì từ cái câu chuyện đó, thì cũng có người người ta đặt cái câu hỏi đó là tại sao người đó có duyên như vậy, tại sao Đức Phật không đi đến để tế độ. Và Đức Phật ngài cũng biết là người này có khả năng đắc được thắng quả, tại sao ngài không có đi đến tế độ. Trong khi đó trường hợp của ngài ăn uống lý ma lá, khi mà ngài thấy ngài ăn uống lý ma lá đang đuổi theo để giết người mẹ của mình, thì Đức Phật ngài đi đến để tế độ. Dạ. Thì ở đây chúng ta thấy ở trong câu chuyện đó, Đức Phật ngài nói sao, nếu mà người này cố gắng nỗ lực làm công việc thì nó mới thành tựu được, còn bây giờ nếu mà sống dễ vui thì sao, không thành tựu được. Và ở trong câu chuyện này sở dĩ hai người này không thể thành tựu được thánh quả ngay ở trong đời sống hiện tại và Đức Phật ngài cũng không thể đi đến để tế độ được, là cho chúng ta thấy sao, là vì họ, tức là muốn người ta giúp mình thì trước tiên là bản thân mình phải tự nỗ lực trước, tức là phải có sự nỗ lực mà nhà đó thì nhân duyên nó mới có thể thành tựu được. Còn nếu mà mình, dù mình là người tâm nhân có khả năng chứng đắc được thánh quả ngay ở trong đời sống hiện tại và mình nỗ lực tu tập thì Đức Phật mới có thể hỗ trợ cho chúng ta được. Giống như nói câu chuyện này thì chúng ta cũng nhớ là câu chuyện con gái của người thầy ạ. Cái cô gái con của người thầy giáo, sau khi nghe cái bài kinh mà Đức Phật ngày, cái cách tu tập mà Đức Phật ngày giảng về quán tưởng về sự chết, thì cô tự mình nỗ lực tu tập cái đề mục đó cho đến 3 năm sau mà nhà đó mà cô có được cái nhân duyên đầy đủ để chứng đắc được, để khi mà gặp được Đức Phật nghe pháp lần thứ hai mà chưa cô đắc được tu độ rồi qua đời. Thì từ các câu chuyện đó cũng cho chúng ta thấy là nếu mà mình sống với sự dễ vui, mình không những đánh mất, nếu mà nói về theo đời, không những đánh mất mà cái hạnh phúc của đời, đời sống của thế gian, nhà hạnh phúc gia đình chẳng hạn, mà ngay cả cái thắng quả mà mình có thể chứng đắc được ngay ở trong đời sống hiện tại thì nó cũng dễ dàng bị mất. Cái sự dễ vui nó nguy hiểm đến cái mức độ như vậy. Nó nguy hiểm như vậy. Thì khi mà thấy cái sự nguy hiểm của sự dễ vui á,
Thì là lúc bây giờ là chúng ta mới có sự thành công, mới có sự nỗ lực ở trong việc tránh xa điều ác mà hành các điều thiện. Thì khi mà nói đến điều này thì chúng ta trở lại cái câu thứ nhất đó. Nếu mà chúng ta sống với sự dễ vui á, thì chúng ta sẽ không thấy cái đời sống gia đình của chúng ta là không phải là hy năng tham ăn, mà là sao? Uttam ăn tham ăn là pháp cao thượng. Nếu mà với sự dễ vui trong việc hưởng thụ cái đời sống gia đình, nó sẽ cho chúng ta thấy. Mà ngược lại, nếu mà chúng ta dùng trí để suy xét và nỗ lực tu tập thì sẽ giúp cho chúng ta thấy là đây là pháp hạ liệt và chúng ta phải tập từ bỏ. Thì chỉ khi nào mình tập từ bỏ đến một lúc nào đó cái pháp ba la mật nó đầy đủ thì nó giúp chúng ta từ bỏ được. Còn nếu mà bây giờ mình thấy cao đủ rồi thì chúng ta không thể từ bỏ được. Thì đó là cái câu thứ hai. Cái câu thứ ba đó là Mitcha Dithin Na Se Viya. Mitcha Dithin Na Se Viya, tức là hành trì theo cái sự hiểu biết sai mà gọi là tà kiến. Ở trong chú giải thì cũng không có giải thích cho chúng ta biết là hành trì theo cái sự hiểu biết sai ở trong trường hợp này đó là như thế nào. Chỉ giải thích đơn giản đó là cái cách mà chấp trì cái theo cái sự hiểu biết sai thì gọi là mischanti nasiviya, không có giải thích là hiểu biết sai, tức là sai là sai trong trường hợp nào, như thế nào gọi là tà kiến, không có giải thích. Bây giờ ở đây không chú giải không có giải thích đó, thì chúng ta nói theo cái cách tổng quát. Bây giờ hiểu biết sai ở đây ví dụ ở trong trường hợp mà cái người mà sát sanh á, do tính đến cái người hành nghề sát sanh thì do tính đến cái lợi nhuận vì cái đời sống thu nhập của gia đình hoặc là của bản thân thì người này hành cái nghề sát sanh rồi họ cũng nghĩ cái này là những con vật nuôi này là mình người ta nuôi để làm thịt để mình ăn, chứ nó không có tội lỗi gì cả. Thì vì cái suy nghĩ như vậy và hành cứ làm như vậy hàng ngày trong cuộc sống của mình thì đó là cái cách chấp trì theo cái sự hiểu biết sai, theo cái sự hiểu biết sai. Và khi mình chấp thì bất cứ một trường hợp nào mà nó thuộc về sự hiểu sai rồi mà mình hành trì theo thì cho dù mình nghĩ cái đó là nó có kết quả hay là không có kết quả thì cái sự vận hành của nghiệp nó vẫn đưa ra cái kết quả rất là công bằng, chứ nó không có theo cái suy nghĩ của mình. Giống như cái thí dụ lúc nãy, bây giờ mình nghĩ là cái việc sát sanh nó không có tội cho nên mình cứ làm, thì do mình nghĩ như vậy, nhưng mà đến khi cái ác nghiệp đó mà mình đã hành và khi mà nó trổ quả thì ví dụ ở trong đời sống luân hồi nó do một cái nghiệp thiện nào đó mà cho chúng ta tái sanh trở lại làm người, thì khi mà được tái sanh làm người á, do cái ác nghiệp của cái quả của nghiệp sát sanh đó nó có điều kiện trổ quả thì mình cũng có được tuổi thọ hoặc là không có được sức khỏe do cái nghiệp mà mình đánh đập hoặc là giết hại cái chúng sanh khác. Chứ dù mình nghĩ đó là có hay là không có thì cái quả của nghiệp đó là nó vẫn được, chứ nó không theo cái sự suy nghĩ của mình, không theo cái sự suy nghĩ của mình. Và vì cái hành động mà mình làm á, nó không theo cái suy nghĩ của mình
Cho nên xưa ví dụ bây giờ mình chọn cái pháp môn tu tập, như chúng ta đọc ở trong kinh mà chúng ta gặp hàng loạt, ví dụ ở trong kinh Trung Bộ chẳng hạn, người ta chọn pháp môn tu tập bằng cách là chỉ ăn một ngày một bữa hoặc là nửa tháng một bữa, thậm chí là người ta chỉ uống nước hoặc là chỉ ăn một hạt đậu thôi. Vì hoặc là cái phương pháp tu tập là bằng cách hơi lửa hay là xuống sông Hàng Tắm vào mùa đông lạnh. Và nghĩ là cái cách tu tập như vậy thì sẽ làm cho cái phiền não nó được tẩy trừ, đoạn trừ. Nhưng mà vì cái phương pháp mình chọn tu đó là đã sai, cho nên bây giờ cho dù mình có nghĩ là khi mà làm như vậy phiền não sẽ được đoạn trừ như thế nào đi chăng nữa, thì cuối cùng sao? Phiền não nó vẫn còn đó. Nó vẫn còn đó. Chỉ khi nào là mình chọn đúng cái phương pháp để tu tập, có trí, có sự suy xét, có sự hiểu biết đúng, thì lúc bây giờ đó là nó mới giúp cho chúng ta có được cái kết quả giống như cái suy nghĩ mà mình muốn. Không phải là mình nghĩ là mình suy nghĩ sai rồi mình cứ làm mà nó cũng đưa đến cái kết quả tốt đẹp, không có, không có như vậy. Hãy mình suy nghĩ sai rồi, thực hành sai rồi thì nó không có kết quả, không thể có được cái kết quả tốt đẹp được. Giống như là chúng ta nói niệm Phật mà bây giờ chúng ta không biết Đức Phật là ai nữa, mà tu tập làm sao mà chúng ta có kết quả được, sao mà thành tựu được đạo quả được. Thì đó là theo cái sự chấp sai, cái sự hiểu biết sai. Cái tà kiến này thì nó rất là rộng, như ở trong bài kinh Phẩm Võng thì chúng ta có đến 62 loại tà kiến. Nhưng mà thông thường thì chúng ta thường được nghe chúng ta trình bày đó là hai loại tà kiến, tức là trong 62 loại đó nó được rút gọn lại hai loại tà kiến, đó là thường kiến là Sasata Dipthi, và đoạn kiến đó là Uccheda Dipthi. Chấp mọi thứ là thường còn, thì thuộc là thường kiến, là không có thay đổi. Giống là mình được sanh làm người, sau khi chết là sanh trở lại làm người nữa, hoặc là làm chư thiên thì sau khi chết sanh lại chư thiên nữa, thì đó là chấp thường kiến. Rồi chấp đoạn kiến đó là cho rằng mọi thứ là khi mà chấm dứt thì nó sẽ hết. Giống là mình đang sống làm người như vậy, sau khi chết là hết rồi, không còn gì nữa. Thì dù tà kiến được trình bày với nhiều hình thức khác nhau, nhưng mà khi mà chúng ta xem xét lại thì nó sẽ còn trong hai trường hợp đó. Đó là nói về cái tà kiến. Rồi cái câu cuối cùng đó là Nát Sĩ Gia luôn có mặt thánh nguồn. Không nên, ở đây thì theo ngài Hòa Thượng đó là ngài dịch ra, chớ tăng trưởng tục trần. Và ở đây theo cái chữ Bali thì chớ làm cho tăng trưởng thế gian, nếu mà theo từ ngữ. Ở trong đây đó thì theo chú giải thì chúng tôi cũng tìm lại trong bản chú giải thì cũng không thấy giải thích trong cái từ này. Mà trong chú giải chỉ có giải thích sao? Khi mà mình làm như vậy thì cái Loka Thamma đó nó sẽ tăng trưởng, Loka Vatthana nó tăng trưởng. Thì ở đây chúng tôi có cái ý như thế này, tức là trình bày để chúng ta tự suy nghĩ, chứ không nhất thiết là phải thọ trì. Và mình tại ở trong trường hợp này không có giải thấy chú giải giải thích, thì chúng ta trình bày theo cái cách hiểu của mình, rồi chúng ta đang nghe rồi chúng ta đem tự mình suy xét. Tức là người nào mà làm như vậy thì cái pháp của thế gian này nó sẽ tăng trưởng. Làm như vậy tức là sao? Làm như vậy đó thì theo chúng tôi đó, ở đây đó là tức là nếu mà người đó thân cận với cái pháp hành trì, cái pháp hành địa là một, người đó sống dễ vui
là hai. Rồi hành trì theo cái tà kiến, theo cái sự hiểu biết sai của mình đó, thì làm như vậy thì cái thế gian pháp này nó sẽ tăng được. Dạ, đó là cái ý thứ nhất thầy chúng tôi. Cái ý thứ hai cho cái chữ pháp thế gian đó, trong trường hợp này đó, cái chữ pháp thế gian thường chúng ta nghe nói gọi là loka thamma. Cái chữ loka ở đây nó cũng có thể là loka thamma. Loka thamma tức là đề cập đến sáu cái pháp thế gian là gì? Là được lợi, mất lợi, rồi được danh, mất danh, được lợi lộc, rồi mất lợi lộc, được quyền chức, mất quyền chức, rồi được an lạc, bị đau khổ. Sáu, tám cái pháp của thế gian. Tức là khi mà mình thực hành theo cái ba cái pháp đầu thì sẽ làm cho cái thế gian pháp ở trong trường hợp này, tức là chỉ có tám cái pháp đó nó tăng trưởng. Đó là cái ý thứ hai. Rồi cái ý thứ ba mà cho cái chữ lô có bắt khách ngô ở trong trường hợp này đó, thì nó có thể là cái pháp thế gian ở đây cũng là cái pháp mà khi mà mình thực hành theo thì cứ làm cho chúng ta trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi mà không có kết. Nó trong không có kết thúc. Nó làm cho tăng trưởng pháp thế gian ở đây là vậy. Nó là làm cho cứ khi mà mình hành trì cái pháp hạ liệt, hoặc là mình sống dễ vui, hay là tin theo cái tà kiến đó, thì do cái nghiệp mà mình đã tạo đó, thì cứ sao? Làm cho chúng ta trôi nổi ở trong vòng luân hồi sanh tử đó, nó không có sự kết thúc. Giống như cái bánh xe mà nó đang lăn và người ta không tìm được chỗ nào là chỗ bắt đầu của cái bánh xe và chỗ nào là cái chỗ kết thúc của cái bánh xe. Mà Đức Phật ngài ở trong Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật ngài thường nói cái câu đó là đời sống luân hồi này là vô thủy, tức là nó không có sự kết thúc. Và đúng vậy, nếu mà mình cứ hành trì theo ba cái pháp, ba trường hợp hay cái pháp thế trong cái bài kệ này nè, tức là Đức Phật ngài khuyên chúng ta không nên hành trì cái pháp hạ liệt. Mà bây giờ sao? Mình hành trì theo cái pháp hạ liệt, một, Đức Phật ngài khuyên chúng ta không nên sống dễ vui mà mình sống dễ vui. Rồi Đức Phật ngài khuyên chúng ta đó là không có nên thực hành theo cái sự hiểu sai của mình mà chấp vào đó, mà nên dùng trí để suy xét và thực hành theo khi mà thấy đúng. Thì nếu mà chúng ta làm theo cái bài kệ này đó, thì cái pháp thế gian nó không có điều kiện sanh khởi, hoặc là cái sự luân hồi sanh tử ở trong thế gian đó, đến một lúc nào đó nó sẽ chấm dứt, tức là nó có sự chấm dứt. Còn ngược lại, tức là sao? Không có bờ bến, là cứ đi hoài, đi mãi như vậy. Nó giống như là trường hợp như thế này. Thí dụ mà bây giờ chúng ta đang ở Sài Gòn, mà bây giờ mình nói mình muốn đi về Cần Thơ, đi về các tỉnh miền Tây. Mà mình muốn đi về các tỉnh miền Tây, mà bây giờ mình lên xe đi miền Đông, mà mình đi ra Đà Lạt chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta có chạy hoài như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng không tới miền Tây được. Là vì sao? Là vì mình đi sai hướng của nó. Đi sai cái hướng của nó. Dạ. Nói câu này tôi nhớ khoảng chắc cũng khoảng 10 năm. Tôi nhớ có một lần chúng tôi về Hà Tiên, rồi đang ngồi trên xe thì cũng gặp một vài Phật tử, có thể là ở trong Phật tử bên theo Phật giáo Bắc truyền hay là bên Thích Sĩ gì đó. Thì trong lúc mà họ ngồi nói đạo với nhau thì mình lên xe thì họ cũng chào hỏi, rồi nói qua nói lại thì họ mới nói cái câu là
tất cả chúng sanh là đều thành Phật. Thì chúng tôi mới nói là đúng, cái câu đó nói là đúng, nhưng mà nó với điều kiện như thế này, chứ không phải là muốn thành Phật là thành. Dạ. Dù trong trường hợp đó, cái chữ thành Phật đó nó phải là bậc chánh đẳng chánh giác, hoặc là độc giác, hay là tinh văn giác, nhưng mà muốn thành một trong các vị Phật đó thì cũng phải sao? Cũng phải thực hành theo, chứ không phải tự nhiên sống đến một lúc nào đó là thành Phật được. Dạ. Mặc dù mình nói như vậy, nhưng mà nó phải có sao? Có sự tu tập. Rồi chúng tôi đưa ra cái ví dụ giống như cái ví dụ lúc nãy. Bây giờ mình ví dụ giống nè, bây giờ các tử mình đang ngồi trên xe để mình đi lên Sài Gòn nè, mà bây giờ mà mình không lên xe lên Sài Gòn mà mình ngồi xe ở Cần Thơ này, mà mình ngồi xe mình về Hà Tiên, về Kiên Giang thì mình đâu tới Sài Gòn được. Dạ, thì cũng vậy, từ cái ví dụ đó cho chúng ta thấy không, cái đời sống luân hồi, cái pháp thế gian mà nó không có tăng trưởng được, nó chấm dứt được, là theo bài kệ này thì chúng ta phải sống theo ba cái hình thức mà Đức Phật đã khuyên, thì như vậy nó sẽ được chấm dứt, còn ngược lại thì nó sẽ tăng trưởng. Thì từ cái bài kệ này đó thì chúng ta tự rút ra cái bài học, tự chọn cho mình bây giờ muốn sao. Muốn tiếp tục đời sống luân hồi cứ làm, còn bây giờ muốn sớm chấm dứt được cái đời sống luân hồi sanh tử thì thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật. Thì ở đây đó là một cái chìa khóa, giống như Đức Phật ngài đưa ra cái chìa khóa để chúng ta mở nó. Thì nếu mà chúng ta muốn đi ra thì chúng ta lấy cái chìa khóa này để mở. Còn bây giờ mình nghĩ là thôi, sống ở trong cái ngôi nhà tam giới này cũng mát mẻ, cũng dễ chịu, cũng được an vui, thì chúng ta cứ tiếp tục sống. Cái đó là cái lựa chọn riêng của mình, và Đức Phật ngài chỉ giúp cho chúng ta chừng ấy thôi. Thì đó là phần chia sẻ của chúng tôi với các Phật tử và các đạo hữu trên Zoom với ở bài kệ số 67 với nội dung là bài giảng như vậy. Và bài kệ ở đây đó là thi năng tham măng na se viyak pa ma di na na sang ma se mitcha dittin na se viyak na se ya lu pa ma tano, chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặc buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ năng hưởng tục trần. Chúng tôi xin kết thúc bài giảng ở đây với phần phước này. Phước tiên xin kính dâng đến chư đại đức tăng, kính chúc các ngài luôn có được niềm vui ở trong đời sống hoàn hạnh. Xin hồi hướng đến phước này đến các vị chư thiên, còn mong các vị tùy hiện phần phước này và hộ trì Phật pháp cho được bằng lòng. Chỉ điều phần phước này cũng quý tu mì cùng chư Phật tử và các pháp phụ, kính chúc quý vị luôn có được niềm vui trong việc học hỏi và thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi xin tạm biệt lại cho luôn. Xin mời các sĩ có nhìn vào sinh mệnh của tâm nhìn. Nam mô Phật Thầy. Dạ, Nam mô Phật Thầy giá. Nam mô Thầm Ma giá. Nam mô Sang Kha giá. Dạ, con xin theo lời cho đạo tràng trên diễn đàn Pháp Cú Kinh chuyên đề. Hàng Phật tử trên diễn đàn chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tịnh Tuệ đã từ bi hoan hỷ quan lâm đến đạo tràng chúng con để trích nghĩa từ vựng và thuyết giảng duyên sự ý nghĩa câu pháp cú số 176 cho hàng Phật tử chúng con được thính pháp. Xin một lần nữa chúng con kính ân lễ và thành kính tri ân Thượng Tọa Tịnh Tuệ, và chúng con cũng thành kính tri ân Chư Tôn Đức Tăng, quý bà, quý cô tu nữ. Nam mô Bố Tha Giá. Và giờ đây, để cho đạo tràng chúng con được trọn vẹn phước báo, chúng con xin cung kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Và sau nữa, tâm như xin kính mời chị Salivati hồi hướng giúp. Nam mô Bố Tha Giá. Và con xin cung kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh ạ. Cung kính nhân mít đến sư. Phật sắp bằng bằng lăng rạc thân tu sắp bề đề quạt tà sắp bằng bùa trà nữ phá quê nà sà đà sà thi phong quanh tư trê. Phật sắp bằng bằng lăng rạc thân tu sắp bề đề quạt tà sắp bằng hàm mà nữ phá quê nà sà đà sà thi phong quanh tư trê. Phật sắp bằng bằng lăng
Rakhan tu sape dewa ta sape sangka nu hawe na sara soti pawan tu te. Tất cả hạnh phúc hàng cõi đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, ca sự thạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Hài, dạ, Nam Mô Sang Khai, dạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tòa Tịnh Tuệ, con kính đảnh lễ Thượng Tòa Minh Hạnh. Dạ, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng. Dạ, kính chào quý cô tu nữ, dạ, kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh từ Bi Phú Chúc Chô Rôm để buổi thính pháp của chúng con được đầy đủ. Dạ, Silawati cũng xin lỗi Sis Tâm Như, tại vì Sis nói hơi trễ, cái thành ra Silawati cũng mắc chút việc, thành ra giơ tay không kịp nhé. Dạ, xin quan hỷ chào. Dạ, bây giờ để tiếp nối chương trình thì Silawati xin mời quý anh chị em cùng Silawati tụng bài kinh hồi hướng sau khi thính pháp. Dạ. Ya devata santi vihara vasini tupe kare bunti kare tahin tahin ta tamadanina pawantu punchita santin karanti ta vihara mandali Thế ra cha mạnh cha na hoa ca cha phình khá vô Sa ra bi ca đàn na pa thi u pa sa ca Gam ma cha ni sa ni gam ma cha yi sa ra Sa pa na pu ta su ki ta pa wan tu ti Chala puja ye pachanda sampawa Sang se da chata atavo papatika Nuyani kang thamma warang patinate Sabi pidung ka sakarantu sangkayang Tha tu cha răng sa tăng tham mô Tham ma tha ra cha phung ga la Sang khô hôn tu sa măng gô hoa An thay ya cha hi tay ya cha Am he ra khan tu san tham mô Sape pi tham ma cha ri no Vun thinh sam pa po nay ya ma Tham ma ri yam pa vi li te Ngưỡng cầu các đấng chư thiên Trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày Ngự nơi đền tháp xưa nay Những nơi biệt thất nơi cây bồ đề Chúng con xin hội họp về Sẽ dùng pháp thí thiện bề cúng dân Rồi xin hộ độ tăng Cửa từ ẩn náo phước hằng hà xa Tỳ khu chẳng luận trẻ già Cao hạ, trung hạ hoặc là mới tu Thiện nam tính nữ công phu Đều là thi chủ đồng phù trợ nhân Những người trong khắp thôn lân Kiều cư châu quận được phần an khương Chúng sanh bốn loại thông thường
Noãng thái thập hóa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quân đọa đầy, cầu cho hưng thịnh lâu dài, pháp thiện trí thức các ngài mở mang. Bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì. Cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi. Xin cho cả thảy chúng con tận hòa trong pháp Phật rồi giáo truyền. Y đẳng đô nha ti nằng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yu. Y đằng nô nha ti đằng hôn thu su khi ta hôn thu nha ta yu. Y đằng nô nha ti đằng hôn thu su khi ta hôn thu nha ta yu. Y đằng quả tâm y phun nhang asawakaya hóa hoang hổ thua nagate kali. Y đằng phun nhang nipana sapache yu hô tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch tạo được trong ngày hôm nay, thành kính cúng dường ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, hướng dẫn đến chư thiên trong 10 muôn triều thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên ngự nơi chùa Chư Tăng đang ở và nơi nhà của hàng Phật tử chúng con. Xin chư thiên vị thọ nhận và từ bi hướng phước lành này đến các bậc hộ ân, ân sư, thầy tổ, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, hiền tiền, quả vãng, chúng sanh hữu duyên và chính mỗi chúng con, thân tâm thường an tịnh, luôn thân cần bậc thượng trí để được nghe, hiểu và hành đúng theo chánh pháp, hầu tiến dần hoàn toàn dứt khổ, đạo quả niết bàn. Thành tâm hồi hướng lần thứ nhì. Thành tâm hồi hướng lần